chương 1 nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đã hai lần bị thức giấc đột ngột, Huyền hơi bồn chồn trong dạ nên bật dậy định uống một ly nước rồi dỗ lại giấc ngủ. Nhưng khi nhìn đồng hồ trên tường thì cô giật mình. Mới có 12 giờ. Mọi đêm vào giờ này Huyền đang ngủ rất say, bởi công việc suốt ngày quần quật mãi đến hơn 10 giờ mới buông ra được. Có đêm chưa kịp ăn cơm là Huyền đã nhướng mắt hết lên và thường ngủ thay ăn và đêm nay, mãi đến hơn eo eo giờ mới chợp mắt, vậy mà cứ vừa đi vào giấc ngủ thì y như là có ai đó chạm vào người, làm cô bé thức giấc. Hai lần rồi mà khi thức dậy Huyền chẳng hề thấy ai bên cạnh. Hay là tại vắng hoa? Có thể lắm, hai chị em từ nhỏ đến giờ, nhất là từ khi mồ côi mẹ lúc chưa đầy 10 tuổi đến nay, không lúc nào ngủ xa nhau. Chiều nay ba bảo chị Hoa đi cùng ba ra vườn ngoài Long Thành mà xe không còn dư chỗ nên Huyền mới chịu ở nhà. Nghĩ Hoa sẽ trở về nhà kịp bữa cơm tối, vậy mà đến 10 giờ gì Ngọc mới báo là ba về không kịp, phải ngủ đêm ở vườn và đây là lần đầu hai chị em không ngủ cùng nhau. Tự cho đó là nguyên nhân khiến mình mất ngủ nên Huyền vừa uống xong ly nước đã trở lại giường và tin rằng mình sẽ ngủ say ngay tuy nhiên lại một lần nữa khi huyền vừa nhắm mắt thì dường như có ai đó nắm lấy bàn chân mình kéo thật mạnh huyền bật dậy hỏi lớn ai vậy bật đèn phòng lên toàn bộ căn phòng nhỏ hiện ra nhìn rõ mọi vật nhưng tuyệt nhiên không có ai cửa phòng vẫn đóng kín cài chốt bên trong huyền hơi chột dạ mặc dù xưa nay cô vốn là người không bao giờ biết sợ vu vơ bước tới cửa sổ bấy giờ huyền mới phát hiện ra tuy hai cánh cửa vẫn đóng kín nhưng chốt không gài và ở một cánh khi khép đã kẹt lại một mảnh vải màu xanh lá cầm lên xem thì ra đó là một chiếc băng đô cài đầu mà thoạt trông huyền đã có cảm giác quen quen hình như là của ai đó mà cô đã nhìn thấy đôi ba lần nhất thời chưa đoán ra là của ai nên thuận tay huyền bung luôn cánh cửa ra và Cô há hốc mồm khi thấy đứng cách cửa sổ chưa quá 10 bước chân là một người phụ nữ. So Chương 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Đây là Huyền mừng rỡ. Ba, ba không sao chứ? Nhìn thấy con gái, ông thiện hỏi ngay. Hoa đâu? Lúc này Hoa cũng đã tỉnh. Cô ngơ ngác. Sao mình ở đây ba? Sao có cả Huyền nữa? Huyền ngại ở lại không tiện nên dục mình rời khỏi đây ngay. Nguy hiểm lắm không biết là chuyện gì nhưng thấy thái độ của huyền ông thiện và hoa cũng phải nghe theo khi ra đến ngoài ông thiện mới nhận ra nơi mình đang đứng đây là ngôi nhà hoang mà hoa cũng nói lâu đài ma huyền kéo mọi người đi thật nhanh rời khỏi nơi ấy đến một nơi an toàn rồi cô mới hỏi tại sao ba và chị hoa nói là đi ra trang trại sao trở về nơi này ông thiện bình tâm lại một lúc rồi đáp trong trạng thái mệt mỏi bà chỉ nhớ lúc sắp rời trang chạy ra về thì tự dưng ba xây sẩm đầu óc rồi sau đó không còn biết gì hết hoa kể lại khi bà ngất chị đã là người phát hiện chị gọi chú ba tài xế ra phụ khiêng ba lên xe mãi đến khi xe chạy được một quãng thì chị cũng bị tình trạng như ba vậy huyền kể lại những gì mình vừa nghe được chú tài xế đã bị người ta mua chuộc để làm chuyện này họ là đồng bọn với nhau đó ông thiện vẫn không tin ai thì ba còn nghi ngờ chớ chú ba ấy thì không thể nào bởi chú ấy là người đã làm việc cho ba từ thời ba mới khởi nghiệp chính tai con nghe hai người cầu hồn nói rõ như vậy bây giờ về nhà tìm gặp chú tài xế và hỏi thì rõ thôi mà nè ba sao con thấy cái dáng của một trong hai người cầu hồn quen quen sao đó giống như bà ngọc vậy đó ông thiện nhắc con quên là bà ấy đã đi du lịch hồng kông hai ngày rồi sao tuần tới mới về hoa chợt hỏi huyền nói em gặp mẹ huyền kể mà vẫn còn nguyên vẻ xúc động em thấy rõ ràng chính mẹ đưa em tới ngôi nhà hoang đó chờ em làm sao biết nơi ấy và cũng chính mẹ đã giúp đặt em vào chỗ kín đáo để mục kích được chuyện vừa rồi và kịp cứu chị và ba ra ông thiện lâu nay vẫn bị hai con oán về việc bước đi bước nữa sau khi mẹ chúng mất nên rất lúng túng mỗi khi nhắc tới bà vợ trước của mình tuy nhiên lúc này ông vẫn lên tiếng có thể đúng là bà ấy hoa tiếc nuối phải chi chị có mặt ở nhà để gặp mẹ huyền đưa bàn tay lên sờ quanh miệng mình nhớ lại em còn nguyên cảm giác bàn tay mẹ bụng miệng không cho em lên tiếng hơi ấm lòng bàn tay y như của một người còn sống chớ không như người ta mô tả người cõi âm tay lạnh như băng ba nói cho tụi con nghe về cái chết của mẹ đi có đúng là mẹ chết sau một cơn bạo bệnh không ông thiện hơi lúng túng chuyện đó lâu rồi nhưng mà nhắc làm gì cho thêm buồn nhưng huyền cương quyết ba không nói thì có lúc tụi con cũng sẽ rõ di út hạnh có lần đã nói ông thiện chặn lại ngay các con không được nghe gì hạnh giữa dì ấy và bà ngọc bây giờ vốn có nhiều mâu thuẫn với nhau từ lâu làm sao dì ấy nói tốt cho bà ngọc được hoa sẵn giọng lúc nào ba cũng bênh bà ta biết nói về bà vợ kế thì thế nào cũng rắc rối nên ông thiện lái sang chuyện khác tụi con có muốn biết tại sao người ta gọi ngôi nhà hoang lúc nãy là nhà ma không đúng là bị chạm vào sự tò mò nên hoa quên ngay chuyện căng thẳng vừa rồi cô hỏi ngay nghe nói đó cũng là sản nghiệp nhà mình đúng ngôi nhà ấy hiện vẫn còn là sở hữu của dòng họ mình hồi thời pháp thuộc ông nội các con vừa xây xong ngôi nhà đó thì xảy ra chuyện rồi thì bỏ luôn không dám ở từ đó đến nay đã trên bốn chục năm rồi huyền hỏi nhà bỏ hoang nhưng lúc nãy con thấy khu vườn rộng chung quanh khá quang đãng chỉ có nhà là không người ở còn khu vườn thì ba cho một người bà con khai thác nên họ có lui tới dọn dẹp trồng chót hoa vẫn thắc mắc ba nói ngày xưa từng xảy ra chuyện gì ba không trực tiếp gặp nhưng nghe ông nội con kể thì lúc nhà vừa xây xong thì vào ban đêm người ta thấy có những bóng người chạy rầm rập trong đó đèn đuốc sáng choang nhưng đến khi lại gần quan sát thì chẳng thấy gì về sau ông nội con đã nhờ người tìm hiểu nguyên do thì phát hiện nhà xây trên một nền đất vốn trước kia là một nghĩa địa hoang nơi đó nhiều người bị giết và xác bị chôn giấu một cách bí mật ngoài ra người ta còn nói rằng hiện vẫn còn mấy nấm mồ nằm ngay phía dưới phòng khách của ngôi nhà hoa tính nhút nhát nên nghe nói tới ma đã dùng mình vậy thì phá luôn ngôi nhà cho rồi để làm gì vậy mà hồi nãy con với ba nằm trong đó cô lay vai huyền còn em nữa một mình mà lại dám huyền cười hồn nhiên còn có mẹ nữa chớ bộ nghe nhắc tới người vợ quá cố một lần nữa ông thiện lại cố tình nói sang chuyện khác ba cảm thấy trong người ớn lạnh ta nên về nhà ngay thôi huyền lo lắng ba nằm dưới đất chắc là lâu lắm coi chừng nhập thổ đó là chưa nói còn có thể bị mấy mụ kia làm bùa phép gì đó nữa ông thiện tự tin chắc là không có chuyện đó nhưng hoa thì lo cũng có thể lắm như huyền kể họ muốn dùng ba với con để cầu hồn cầu vong của ai đó sao kỳ vậy ba ông thiện chưa đáp thì huyền đã nói rõ ràng là họ muốn hại ba để thực hiện ý đồ gì đó nãy giờ con suy nghĩ hoài họ là ai mà tính chuyện ác như thế chớ họ gọi taxi về nhà hoa bàn bữa nay chỉ có cha con mình ở nhà ta nên làm một buổi liên hoan coi như mừng thoát nạn và cũng nhân tiện cúng vong hồn mẹ bấy giờ ông thiện mới dám nói một câu liên quan đến vợ. Phải nói là cúng vong mẹ các con trước, sau đó mình liên hoan luôn. Huyền nhìn cha cảm thông, ba nói phải. Vậy để con đi mua thức ăn, chị Hoa ở nhà lo dọn bàn thờ mẹ. Nhớ tới chuyện Huyền kể đang ngủ bị kéo chân, Hoa xua tay, thôi để chị đi chợ cho, Huyền lo ở nhà đi. Hiểu ý chị nên Huyền cũng không tranh cãi, cô chỉ dặn chị nhớ mua mấy thứ mẹ thích nhất là món bánh pate sâu chương 3, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nghe các con bàn với nhau làm cho lòng ông thiện quặn đau đã lâu rồi mỗi khi nhớ đến người vợ quá cố muốn cúng bà thứ gì ông không dám nhắc các con mà âm thầm mua về đặt lên bàn thờ rồi âm thầm khấn vái và tránh đi ngay có lần Huyền nhìn thấy đĩa bánh pate sâu, cô hỏi của ai thì ông chỉ im lặng rồi quay đi, độ 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 vừa bước lên gác lửng nơi đặt bàn thờ mẹ, Huyền đã kêu lên, bà ơi, sao kỳ vậy nè. Nghe kêu, cả ông Thiện và Hoa đều chạy lên. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bát nhang trên bàn thờ đang bốc cháy dữ dội. Hoảng hốt, ông Thiện chạy tới dùng tay kéo vội những chân nhang đang cháy ra, sợ nó cháy lan sang những thứ khác nhưng khi nhúm chân nhang vừa được kéo lên thì những giọt nước màu đỏ như máu từ đó chảy ra rơi loang đỏ cả nền nhà hoa thẳng thốt trời ơi gì vậy huyền bình tĩnh hơn bước tới gần nhìn rồi nói giống như là máu bảo con bật đèn lên ông thiện cúi xuống nhìn thật kỹ rồi cũng xác nhận giống như máu vậy mà quả là vậy bởi thứ nước màu đỏ ấy sau một lúc đã gần như đông đặc lại lúc này hoa càng hốt hoảng máu máu của ai vậy huyền tự dưng nhớ tới mẹ cô la lên mẹ nguy rồi không ai hiểu huyền muốn nói gì cô bé đã vùng chạy xuống nhà dưới vừa đi vừa gọi hoa chị hoa theo em ông thiện lo sợ con đi đâu vậy huyền con đi tìm mẹ hoa tức tốc chạy theo hai chị em bằng phương tiện xe gắn máy đã chạy hướng ra ngoại ô hoa hỏi mình đi đâu chị khác biết lát sau khi đến Nghĩa Trang thì Hoa mới hiểu, vô chỗ mộ mẹ. Họ gửi xe và đi bộ tới dãy mộ bên trong. Vừa tới cách mấy chục bước Huyền đã kêu lên, chuyện gì vậy, chị Hoa? Ngồi mộ xây đã bị ai đó đập phá một phần, dấu vết còn mới, thảo nào? Huyền lặng người đi một lúc rồi bảo chị, em nghĩ nó có liên quan tới vụ cầu hồn đêm qua. Họ muốn hồn mẹ phải về với mục đích gì đó, trong khi mẹ thì không khuất phục đúng là quân dã man em nói ai thì bọn bắt chị và ba hôm qua đó chớ còn ai nữa một mặt nhờ người bảo vệ nghĩa trang thuê người sửa chữa lại ngôi mộ một mặt huyền bảo chị mình ta đi tìm chú ba tài xế lúc này hoa mới chợt nhớ ờ nhắc chị mới nhớ sao lúc về nhà mình không thấy chú ấy đâu huyền kéo tay chị đi vừa nói ông ấy đã bị mua chuộc rồi ai mua chuộc huyền không trả lời cắm đầu chạy một mạch tới khu lao động bên kia cầu bắt qua con kinh nước đen đứng trước một ngôi nhà cửa đóng then cày huyền gọi đến ba bốn lượt mà chẳng có ai lên tiếng lát sau một người ở nhà bên cạnh thò đầu ra bảo người ở nhà đó đã trả lại nhà dọn đi từ hôm qua rồi họ dọn đi đâu gì có biết không bà nọ lắc đầu tôi không biết huyền thất vọng quay xe ra hoa nói chị còn biết nhà bà chị của chú ấy ở khu bàn cờ nữa hay ta qua đó xem tuy nhiên lại một lần nữa họ thất vọng bởi nhà đóng cửa mà lối xóm chẳng biết là đi đâu huyền quả quyết tìm ra ông ta thì mọi việc sẽ sáng tỏ hoa chưa rõ lắm nên hỏi em nghi ông ta đào mộ mẹ nhưng nó có liên quan gì tới hiện tượng chảy máu ở bàn thờ lúc nãy Em chỉ suy đoán thôi, nhưng nó đã đúng khi nó trùng với việc mộ mẹ bị đào sới lên. Mà chị không nhớ là việc chôn mẹ, đi làm cỏ mộ hàng năm đều do một tay chú ba tài xế hay sao? Vậy ông ta đào mộ để lấy cắp đồ. Huyền lắc đầu, em không nghĩ vậy, mà quan trọng và nguy hiểm hơn. Họ muốn hại cả nhà chúng ta nữa. Hoa là người chân chất, nên tuy là chị nhưng không sâu sắc bằng cô em, vẫn nghĩ đơn giản xưa nay người ta chỉ đào mộ để lấy cắp vàng bạc nữ trang mang theo người chết chớ chị đâu có nghe chuyện đào mộ để làm gì khác biết có nói thêm thì chị mình cũng không hiểu bởi hoa là người rất lười đọc sách và cũng không thích tìm hiểu chuyện huyền bí nên huyền quay về ông thiện vừa trông thấy con đã nói ngay có những hiện tượng kỳ lắm lúc hai đứa đi rồi nhà mình lại bị cháy lần nữa mà lần này tại ở chỗ khác nghe mùi khét còn lại huyền hốt hoảng cháy ở đâu vậy ba chỉ lên lầu hai ông thiện nói mà giọng vẫn còn mất bình tĩnh ở phòng tụng kinh của bà ngọc chị em huyền chạy lên thì căn phòng vẫn còn mùi khét và khói nhìn mấy bát nhang trên bàn cúng đều bị cháy lụi tự dưng huyền buột miệng đáng đời căn phòng này trước đây là của mẹ nhưng kể từ khi mẹ mất nhất là từ lúc mụ phù thủy đó chuyển về sống hẳn trong nhà này thì mụ ta chiếm luôn làm nơi hàng ngày tụng kinh gõ mõ với trang thờ phật bà cực to mà lúc nào cũng nhang đèn rực rỡ không dám xúc phạm thánh thần nhưng mỗi lần nghe tiếng tụng niệm của mụ ta thì huyền là người ghét hơn ai hết bởi huyền luôn có ấn tượng mụ ấy tụng kinh mà lòng dạ độc ác kiểu khẩu phật tâm xà huyền có thấy gì không Hoa đứng sau lưng vừa hỏi, huyền nhận ra ngay. Bát nhang bàn thờ Phật bà còn nguyên, chỉ những trang thờ khác mới bị cháy, sao lạ vậy? Huyền kéo tay chị mình xuống dưới nhà, nói cho cha cùng nghe, con tin là mẹ đã làm chuyện này. Ông thiện nhìn con gái rồi nhẹ lắc đầu, không nói gì. Hoa lên tiếng, nhưng sao mẹ lại cũng làm cháy bát nhang ở bàn thờ của chính mẹ? Huyền không đáp, cô dục chị mình mình lo đi chợ nhanh để còn kịp cúng nữa. Em muốn cúng mẹ thật long trọng. Em đang có cảm giác như mẹ đang hiện diện trong nhà lúc này. chương 4, nghe chọn bộ tại mê Chuyện audio com. Do không có mặt bà mẹ ghẻ ở nhà, nên chị em huyền thoải mái hơn, họ làm bữa cúng khá nhanh. Đến giữa trưa thì thức ăn được dọn cúng khá thịnh soạn. Bát nhang bị cháy lúc sáng đã được thay cho mới và khi đốt lên đã cháy bình thường. Ông Thiện lần đầu tiên, do không có mặt vợ kế, nên đã có vẻ thoải mái khi cúng vái. Ông đứng rất lâu trước bàn thờ, khấn rất thành khẩn và nếu tinh ý sẽ thấy ông đang rơm rớm nước mát. Bỗng nhiên Hoa kêu lên, coi kìa, ba. Cả ông Thiện và Huyền cùng nhìn theo hướng tay chỉ của Hoa và đều sững sờ khi thấy di ảnh của bà Thiện đang có hai giọt lệ màu đỏ như máu chảy xuống. Huyền là người nhạy cảm, nên nói ngay. Mẹ về báo điều bất lành với chúng ta đó, ba. Ông Thiện lên tiếng, hướng về Di ảnh, "Bà có điều gì phải không?" "Làm sao cha con tôi nói và nghe được từ bà đây, Ngọc Lệ?" Lần đầu tiên kể từ khi vợ mất, ông Thiện mới gọi tên vợ một cách thoải mái như thế. Điều mà khi có mặt bà vợ kế Kim Ngọc ở nhà ông luôn khép nép né tránh, kể cả không dám thắp nhang trên bàn thờ vợ lớn, "Bà ơi, mẹ chớp mắt" Huyền kêu lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Hoa cũng phụ họa, con cũng thấy nữa." Huyền khấn qua màn nước mắt, "Mẹ ơi, nếu mẹ Hiển Linh về đây thì xin mẹ nói hoặc làm gì đi, cả nhà đang có mặt bên mẹ đây nè." Hai dòng máu từ hai khóe mắt Di Ảnh càng lúc càng lan rộng ra, khiến ông thiện phải dục con, lấy khăn sạch đến lau đi con. Hoa chạy lấy chiếc khăn mặt từ phòng tắm, nhưng vốn nhát gan nên lại đưa cho Huyền, "Em lau cho mẹ đi." Huyền chẳng chút sợ hãi đã bước tới lau di ảnh mẹ. Chợt cô kêu lên, ba tới coi nè. Ông thiện bước tới, nhìn thấy một dòng chữ hiện trên mặt bàn thờ do vệt máu chảy tới đâu tạo ra đến đó. Tới chỗ ngôi mộ lấy lên gói giấy mà họ mới bỏ xuống. Hãy cứu mẹ với! Ông thiện chưa hiểu hết chuyện nên đưa mắt nhìn Huyền. Cô bé mau mắn, còn nghĩ không sai mà người ta đang muốn hại mẹ. Huyền lôi tay cha, bà đi với con. Hoa trong nhà, ông Thiện và Huyền đi nhanh tới Nghĩa Trang. Những người thợ do Huyền thuê lúc sáng đã hoàn tất phần sửa chữa ngôi mộ. Vừa thấy Huyền tới, họ báo ngay, chuyện lạ lắm. Tụi tôi lấy xi măng vá lại chỗ bị đập vỡ kia nhưng làm cả chục lần vẫn không được. Hầu như bao nhiêu xi măng đều rơi tuột vào trong hết. Cuối cùng tôi phải dùng một miếng nhôm ốp bên ngoài mới tạm chám được chỗ bị thủng nhưng xem ra không chắc chắn lắm ông ta nói vừa dứt lời thì nguyên mảng xi măng mới lại bong hết ra để lộ một chỗ khá to huyền bước tới và không hề sợ sệt vội cho tay vào lôi ra một gói giấy được cột rất kỹ cô quay sang hỏi mấy người thợ các chú có thấy ai cho cái này vào mộ không mấy người thợ lắc đầu nãy giờ chỉ có bọn này ở đây đâu có ai tới mà có ai tới tụi tôi cũng không cho làm chuyện bậy bạ đó mà cái gì vậy cô huyền đưa mắt nhìn cha rồi nhanh tay mở dây qua nhiều lớp giấy cuối cùng lộ ra một hình nhân bằng vải có dạng một phụ nữ cùng với mấy tờ giấy màu vàng có ghi chữ ngoằn ngoèo kỳ dị trong lúc huyền chưa biết phải làm gì thì một trong số mấy người thợ tỏ ra dành chuyện đã nói đây là hình nhân và bùa ếm của ai đó ếm người trong mộ may mà cô lấy ra kịp bây giờ để hóa giải cô phải đốt nó ngay đi Ông Thiện cũng từng nghe nói chuyện này, nên ông đích thân cầm lấy mấy thứ kia và mượn bật lửa của một người thợ, rồi đốt cháy ngay tức khác. Ngọn lửa cháy cũng lạ, nó không phải màu đỏ hay vàng như thường thấy, mà phát ra một thứ ánh sáng xanh lạc lè rất quái dị. Lửa tàn rất nhanh trong tiếng thở phào của Huyền. Cô dục mấy người thợ, mấy chú chám lại dùm chỗ bị vỡ đó đi mấy người thợ vô cùng ngạc nhiên khi việc làm của họ diễn ra khá dễ dàng, chỉ một lúc sau họ đã chám xong lỗ vá khá lớn. Một người nói, chẳng bù với lúc nãy. Có lẽ do cái vật quỷ quái kia cũng nên. Họ chẳng hẹn mà cùng nhau quỳ xuống trước mộ, lại một cách thành kính. Huyền cũng khấn, mẹ ơi, nếu muốn gì mẹ cứ hiện về như vừa rồi, con sẽ cùng mẹ. Lúc này hai mắt ông thiện đỏ hoe và ông cũng không giấu giếm sự xúc động của mình trước mặt con nữa, mình về ba. Hai cha con nắm tay nhau rời khỏi Nghĩa Trang. Lúc đó trời đã xế bóng. Có điều họ không hay biết, khi họ vừa bước đi thì ở ngôi mộ bà Ngọc Lệ đột ngột xuất hiện một bóng người, chập chờn như xương khói. Thoát ẩn thoát hiện rồi sau cùng như một vệt khói bay theo hướng cha con ông thiện đang đi trên đường chợt huyền dùng mình liền mấy lần cô ngạc nhiên nói với cha tự dưng con cảm thấy lạnh và như có ai vừa hôn má mình ba ạ à, ông thiện cũng vừa có cảm giác như có bàn tay ai đó chạm vào vai mình lành lạnh ông bảo ba cũng thấy như có cái gì đó khi họ về đến nhà thì lại ngạc nhiên hơn khi nghe hoa kể lại lúc ba và huyền đi chừng một giờ khi con đang ngồi dưới nhà thì nghe như có tiếng ai bước đi trên lầu con sợ quá chưa biết phải làm sao thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo con bước tới nghe mà mắt vẫn không rời khỏi cầu thang bên kia đầu dây chỉ có tiếng thở dài mà không ai lên tiếng con hỏi thì cũng vẫn nhận được tiếng thở dài đó hơi bực mình con đặt ống nghe xuống thì chuông lại reo nhấc ống nghe lên thì vẫn tiếng thở dài con hỏi lớn ai vậy thì bên kia chợt có tiếng nói thật ngắn nghe như vọng về từ cõi nào hoa hà con chương 5, nghe chọn bộ tại mê audio com hoa kể tới đây thì cảm giác lạnh cả người huyền hỏi có phải mẹ không hoa lắc đầu chị sợ quá không dám hỏi và run tay làm rơi ống nghe xuống